Rồi, hôm nay bên mình về rất là nhiều em return, nhưng mà mình muốn giới thiệu cho anh em một con xe rất là keng, vừa mới về tới cửa hàng của mình và đã được tắm rửa sạch sẽ ha. Trời, nhìn quay lên nó bóng láng luôn nè, mới tinh. Con xe Odo hơn 4.000 km, biển thành phố Hồ Chí Minh, biển Phú Nhuận nha anh em, 59E2 biển Phú Nhuận. Đây. Odo 4.522 km, một con xe rất keng, nói keng mà đến nỗi không có từ nào diễn tả được luôn ha. Đó, gương zin là còn đầy đủ nè, gương zin còn đầy đủ luôn nha. Đó, hai chìa khóa đầy đủ, con xe gọi là chất chùm mền nha anh em. Xe này là đăng ký lần đầu là 2018, 2018 nha anh em. Xe biển thành phố Hồ Chí Minh, rất là đẹp, biển Phú Nhuận nha. Anh em mua xe bên Hồng thì cũng biết rồi ha. Máy móc mình sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng ha, dù mới hay cũ. Rồi con xe này nó zin nguyên con luôn. Cây bô bóng láng, soi nặng mụn được luôn. Đó. Và nó thêm cái khóa nón nè. Rồi. Anh em quan tâm ghé cửa hàng của Hồng để xem xe chiếc xe này ha. Địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7, Gò Vấp nha anh em. Đó. Một con cà phê Racer. Máy móc thì mình sẽ bảo hành 3 tháng cho anh em, có tặng thay nhớt và bảo trì lần đầu là hoàn toàn miễn phí cho anh em nha. Nhưng mà lưu ý là không quá 3 tháng đầu tiên nha anh em. Rồi, bên mình có hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em sang tên khác tỉnh ha. Anh em sang tên khác quận huyện có hỗ trợ làm thu hồi cho anh em nha. Rồi, có hỗ trợ ship xe và giao xe tận nơi cho anh em khu vực thành phố Hồ Chí Minh và cách thành phố Hồ Chí Minh trong bán kính 200 km, mình sẽ giao bằng bán tải nha. Còn mà nếu ngoài 200 km thì sẽ giao bằng cái đơn vị vận tải nào đó. Nhưng mà lưu ý là bên Hồng không có ship code nha anh em, và tất cả các thứ mà Hồng gọi là hỗ trợ có nghĩa là có phí. Và xe này là mình bao công chứng hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em sang tên về tỉnh, xe biển thành phố Hồ Chí Minh, Phú Nhuận. Rồi, bên mình có hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng nha anh em. Rồi, anh em quan tâm thì ghé cửa hàng của Hồng ha, địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7, Gò Vấp nha anh em. MT Motorcycle. Hoặc anh em có thể liên hệ trực tiếp vào fanpage ha. Hoặc anh em có thể gọi cho số hotline bên mình ha, 0868 966 377. Hai số cá nhân của Hồng có sử dụng Zalo luôn nha anh em. 089 86 86 337 hoặc 0932 77 3394. Mọi thắc mắc thì Hồng sẽ tư vấn cho anh em. Đó, anh em ưng ý chọn một mẫu xe rất tình, hợp túi tiền và hợp với phong cách của mình nha. Rồi, cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ MT rất là nhiều ha. Anh em yêu quý kênh YouTube của Hồng, nhớ nhấn đăng ký kênh và theo dõi những clip sắp tới Hồng quay về những chiếc xe chào bán ở MT Motorcycle nha anh em. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau nha.